Má Mì cầm đầu đường dây đi khách nghìn đô từng lên mạng xã hội thành mình khi bị nhầm là một trên bốn tiếp viên sách mai thúy về nước. Vâng, cách đây năm tháng, không ai khác võ thị Mỹ Hạnh, 26 tuổi, từng lên báo kêu oan nói rằng mình bị xúc phạm làm xấu hình ảnh khi bị gắn hình ảnh là một trong bốn tiếp viên sách hàng cấm về nước. Hạnh ra giả trên các mặt báo thể hiện sự oan ức và thanh cao của mình, rằng mình là gái ngoan chính hiệu, danh dự của ả à rất lớn, hay mạnh mồm hơn là sẽ nhờ pháp luật can thiệp. Thế nhưng chỉ sau vài tháng ngắn ngủi, ả à lại bị bắt với vai trò cầm đầu là tú bà, làm mám mì, cầm đầu đường dây đi khách nghìn đô, phục vụ tại gia tận giường chẳng cần phải mua vé máy bay. Thông tin cựu tiếp viên hàng không bị bắt vì vừa môi giới dịch vụ vui vẻ cùng đại gia đã khiến cộng đồng mạng chú ý. Rất nhanh chóng dân mạng đã tìm ra trang cá nhân của Mỹ Hạnh. Trên Facebook cá nhân có hơn 179.000 lượt theo dõi. Đối tượng này rất tích cực đăng những tấm ảnh gợi cảm sexy hở bạo thiếu vải cùng những dòng trạng thái mùi mẫn lẳng lơ như Uống rượu không phải để say, uống rượu để biết đắng cay thế nào. Uống rượu không phải để sầu, uống rượu để biết trong đầu nhớ ai. Những hình ảnh này cũng khiến phái nam đứng hình mất vài giây. Vì đơn giản, hạnh đẹp sở hữu nhan sắc kiều diễm cùng những đường cong nóng bỏng. Không khó để cô sở hữu hàng trăm nghìn lượt người theo dõi trên các nền tảng. Ngoài ra, Hạnh thường xuyên phô trương cuộc sống sang chảnh du lịch tại những nơi nổi tiếng, mua sắm đồ hiệu đắt tiền. Không chỉ là tiếp viên của hãng hàng không quốc gia, Hạnh cũng tự mở và điều hành một cửa hàng bán đồ sách tay với hơn 14 ca lượt yêu thích. Bởi vậy, Hạnh nhận được nhiều sự ngưỡng mộ và khen ngợi từ người hâm mộ. Dưới đây là profile trích ngang được chính hạnh công khai trên mạng xã hội. Tên đầy đủ: Võ Thị Mỹ Hạnh, sinh năm 1997, tuổi 26 tính đến năm 2023. Nơi sinh: Châu Thành Trà Vinh. Nơi sinh sống làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh. Học vấn: Học ngôn ngữ Anh, tiếng Anh thương mại tại Đại học Văn Hiến. Nghề nghiệp: Owner and Founder tại Ali Shopping, từng là cựu tiếp viên hàng không. Song song với đó, trên kênh TikTok có hơn 70.000 lượt theo dõi. Má mì này còn khoe hình ảnh mặc đồng phục tiếp viên, đăng tải những đoạn clip có nội dung như Tiếp viên hàng không ăn gì trên máy bay? Làm sao để mở cửa máy bay? Và rồi chuyện gì đến cũng đã đến. Khoảng tháng 3 năm 2023, Mỹ Hạnh còn khiến cộng đồng mạng xôn xao khi bị hiểu nhầm là một trong bốn nữ tiếp viên sách 11kg hàng cấm về nước. Sau đó Hạnh đã đăng tải clip đính chính vụ việc, một mực cho rằng mình bị hiểu nhầm, bị xúc phạm. Chúng tôi xin trích một trong những bài đăng của má mì sinh năm 1997 như sau: Mình không phải là một trong bốn bạn nữ tiếp viên vụ vừa qua, yêu cầu các bạn phải gỡ những hình ảnh và clip của mình xuống vì việc làm này của các bạn đã làm ảnh hưởng tới cuộc sống và danh dự của mình rất nhiều. Những ngày qua trang cá nhân mình có những bình luận không tốt nói về mình và những hiểu lầm thông qua các tin nhắn từ bạn bè và người thân của mình nữa. Việc làm của các bạn, nếu các bạn không ngừng ngay lập tức thì mình sẽ nhờ pháp luật can thiệp. Có lẽ bài đăng này như đoán trước tương lai của Hạnh. Chỉ sau vài tháng, ngày 9 tháng 8, ban chuyên án của phòng cảnh sát hình sự đã kiểm tra hành chính khách sạn A25 tại đường Lê Thị Riêng, phường Bến Thành, quận 1, phát hiện bốn cô gái đang làm chuyện dương chiếu cho khách. Bốn cô gái này khai được hạnh rủ tham gia với chi phí cắt phế là 7 triệu. Công an nhận định đường dây của Võ Thị Mỹ Hạnh tổ chức kín kẽ, tinh vi với cách thức trao đổi thông tin qua mạng xã hội. Khách sẽ liên hệ với Hạnh để chốt giá trước. Sau đó, tú bà này sẽ thuê ô tô đón chân dài rồi chở tới khách sạn Resort sang trọng. Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đang củng cố tài liệu, chứng cứ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Còn bạn, bạn nghĩ gì về bài đăng Thanh Minh rồi sau đó nhúng chàm? Còn tồi tệ hơn của cựu tiếp viên này. Cùng để lại suy nghĩ dưới phần bình luận với chúng mình. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Ấn like để xem tin tức vui mỗi ngày.